Xin chào tất cả các bạn, bạn đến với channel của Tân Phát. Thì nhu cầu gần đây thì mình thấy với cái nhu cầu mua máy quét để đọc căn cước công dân thì nó khá là cao. Và để mà quét căn cước công dân thì không phải là máy nào cũng quét được. Với áp dụng những máy 2D thì khi quét chúng ta sẽ gặp những cái tình trạng như là bị lỗi phông chữ, không hiển thị thông tin, sai thông tin. Thì hôm nay cùng theo dõi Tân Phát mình sẽ hướng dẫn các bạn setup một con máy quét để có thể quét được thông tin căn cước công dân đúng đủ và không bị lỗi các bạn nhé. Thì đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để quét được căn cước công dân ấy. Thì chúng ta cần có một máy quét, và như của bên mình, máy mà đang đọc tốt nhất hiện nay đó là máy quét DS9308. Đây là một dòng máy 2D hỗ trợ đọc nhanh đa tia, đọc tốc độ đọc căn cước công dân cực kỳ cao và độ nhạy rất là cao. Thì cùng mình theo dõi để hướng dẫn các bạn setup được cái căn cước này nhé. Thì với Tân Phát thì mình có làm một bản hướng dẫn. Thì bản hướng dẫn này mình có share ở trên video của mình. Ai cần download thì mở xuống phần mô tả các bạn nhé. Ở trên này thì mình có để đầy đủ hết. Và các bạn chú ý nhé, máy ở đây thì là máy áp dụng cho máy 2D của Zebra. Thấp nhất sẽ là dòng 46 các bạn nhé. Còn các cái dòng, tùy những dòng, có dòng hỗ trợ đọc căn cước thôi, không phải là hầu hết thôi, chứ không phải là con nào cũng đọc được các bạn nhé. Thì bước đầu tiên thì chúng ta sẽ chuyển định dạng của kết nối của máy quét sang dạng cổng COM. Thì code thì mình đã để sẵn ở trên màn hình rồi, các bạn chỉ cần cầm máy quét và quét giúp mình. Thì để kiểm tra được xem là đã đổi cổng COM hay chưa, thì ở đây mình cũng có hướng dẫn các bạn luôn là kiểm tra cổng COM. Chúng ta sẽ vào USB PC, chúng ta chọn Manager lên khung cửa sổ. Ở đây mình đã mở sẵn rồi. Mặc định của chúng ta sẽ là HDD, dạng kết nối dạng keyboard, bàn phím. Thì sau khi quét mã code thì chúng ta sẽ nhìn thấy cổng nó di chuyển xuống cổng COM port. Khi quét thì chúng ta sẽ nghe thấy tít tít tít, máy sẽ báo tít 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 3 lần. Và chúng ta đợi một chút thì cái định dạng kết nối nó sẽ thay đổi. Và như các bạn thấy ở đây thì máy quét của mình đã chuyển đổi sang cổng USB Serial Device, cổng COM 5. Đó. Các bạn xác định rõ cho mình cái này là cổng COM 5 nhé. Thì ở đây mình có biết hướng dẫn rồi. Mặc định luôn của mình ở đây. Đó. COM port là COM 5. Còn đối với Win 7 ấy, mình có chú ý một chút là đối với Win 7 thì chúng ta sẽ bị gặp cái tình trạng là báo lỗi. Nó sẽ không hiển thị được cái CDC đâu, mà chúng ta sẽ phải cài thêm cái driver. Thì link driver cho từng bản 32-bit và 64-bit mình cũng đã để sẵn ở đây. Các bạn chỉ việc tải về thôi và cài vào là nó sẽ hiển thị được cái COM port này các bạn nhé. Nhưng mà tên nó sẽ khác một chút, đó là nó không phải là USB Serial Device nữa, mà nó là CDC Serial Device. Thì đằng sau nó cũng là cổng COM, nó cũng có COM 1, COM 3 hoặc COM 5 tùy, COM 4 cũng có. Thì tùy vào máy mà chúng ta sẽ có những cái chọn những COM port về sau cho đúng. Thì điều quan trọng là sau khi xong thì chúng ta sẽ phải tải cái phần mềm. Phần mềm là phần mềm Econding Director và Tân Phát phát triển. Thì ở đây mình có để link down phần mềm trực tiếp ở đây. Các bạn chỉ kích vào. Các bạn sẽ kích vào. Và các bạn sẽ... Đây. Mình sẽ để link ở đây. Đó. Các bạn chỉ việc down về và sử dụng thôi. Đó, các bạn tải về. Cài đặt như bình thường. Đó. Sau khi cài xong thì các bạn sẽ nhìn thấy giao diện của phần mềm. Nó sẽ hiển thị ở góc dưới cùng bên phải. Nó sẽ hiển thị ở góc dưới cùng bên phải các bạn nhé. Thì như các bạn đã biết đấy, bạn cứ theo dõi hướng dẫn đi. Sau khi mà các bạn vào được cái phần setting ấy thì giao diện nó như thế này. Đây là phần mềm. Vào setting. Thì ở đây mình, các bạn làm đúng theo hướng dẫn của mình luôn. Tại giao diện của setting, các bạn bỏ tick USB scanner, bỏ tick, thì các bạn sẽ chọn được cái COM port ở trên này. Đó. Còn nếu như các bạn không bỏ tick này, các bạn sẽ không chọn được nhé. Đó. Thì bỏ tick đi, chúng ta chọn xuống COM 5 là máy quét mình đang kết nối. Thì tương ứng với cái lựa chọn nữa, đó là dòng codepad. Thì ở đây mặc định của nó đang là định dạng không phải tiếng Việt. Ở đây rất nhiều định dạng khác nhau, nhưng mà Việt Nam chúng ta ngôn ngữ tiếng Việt thì là UTF-8. Nó chỉ có một UTF-8 thôi.
Nên là mình sẽ chọn UTF-8 và VMtra. Thì cái này mình sẽ để nguyên nhé, để nguyên vẫn như thế này, như trên màn hình là ok, nó kích ok. Vậy là đã ok rồi. Đó. Ok nhé. Còn bây giờ mình sẽ test cho các bạn quét căn cước công dân. Nốt paste. Đây là cái nốt. Thì để kiểm tra xem là nốt nó có bị lỗi nữa hay không thì chúng ta sẽ đọc căn cước công dân. Đó. Ok. Các bạn thấy chưa? Nó đầy đủ bình thường, không bị lỗi nữa. Và các bạn nhớ giúp mình là khi mà chuyển đổi như căn cước công dân thì sẽ không set được Enter key đâu. Chắc chắn là không set Enter key, đâm ra mỗi lần đấy xong là các bạn phải tự bấm Enter. Ok. Khi nào mà chúng ta không quét căn cước công dân nữa, chúng ta quét có thông thường thôi, thì chúng ta hãy set lại cái set default. Thì máy nó sẽ về mặc định của nhà sản xuất và chúng ta sẽ dùng như bình thường. Còn khi nào mà muốn cài căn cước công dân thì chúng ta lại thao tác lại từ bước 1. Ok. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi channel của Tân Phát.